Tiếp theo là phần dự thi của thí sinh mang số báo danh 07 Nguyễn Phương Linh đến từ Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam với tác phẩm Chiếu đời, âm nhạc Huỳnh Tú, hình thức thể hiện 3 người, diễn viên thể hiện Thành Nam, Khánh Ly và Phương Nhung. Thank you.
xin cảm ơn trong cổ vũ của quý vị dành cho thí sinh mang số báo danh 07 Nguyễn Phương Linh với tác phẩm Chiếu Đời.